Xin chào. Buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ thế bước dòng chân. Hai chân có thể dọc ở hai bên nhé. Hai tay chống cái đầu gối gặp người xóm. Ngày nay chúng ta đã chia sẻ với các bạn một cái từ khóa mà trước đây chúng ta, thậm chí là sau này cũng sẽ gặp rất là nhiều. Nhưng có rất nhiều người thì nhìn nhận một cách tích cực, và cũng rất nhiều người thì cảm nhận rằng nó đi theo một cái màu sắc nào đó, nó không thực tế, thậm chí là rất là phi thực tế, và đôi khi còn cảm nhận trái chiều, tiêu cực nữa. Vậy từ khóa đó là gì? Từ khóa đó chúng ta nghe rất là nhiều và quen, nó giống như chỉ đơn giản là cái câu cửa miệng gọi là dân gian truyền thôi. Đó là mọi việc xảy ra đều có lý do ở đó, nghe thì rất là bình thường và đơn giản. Bản thân Kim Toàn trước đây là một người sống rất là lý trí, nhưng sau rồi thì do cái công việc của mình biến đổi đấy, là mình lại sống rất là cảm xúc, và lâu dần thì mình đúng là trở thành một người có cảm xúc thật. Nhưng khi nghe những câu từ đó thì cái bản năng trong người của mình ấy, nó lại đánh giá tình hình cũng như là phân tích và nhận thấy rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, có nghĩa là nó thuộc cái gì đó, nó là sắp đặt sẵn rồi, mà đã có sự sắp đặt mà không dựa trên con số, trên khoa học ấy, thì có nghĩa là nó có ít nhiều mang cái màu sắc tâm linh, đúng không? Chúng ta trái của mình vào giữa hai chân lật người, và Kim Toàn từ chối hiểu cái câu đó. Mặc dù bản chất mình lao động và làm việc đến gần đây thì bắt đầu mới thay đổi khá nhiều nhé. Ban đầu Kim Toàn là người lý trí, đúng không? Sau đó chuyển sang là một nhóm người sống với cảm xúc rất là nhiều, còn bây giờ thì lại quay ngược lại với lý trí vừa cảm xúc. Và sau rất là nhiều thời gian ấy, Kim Toàn bài trừ cái câu đó, thậm chí là tất cả những thứ gì đã được sắp đặt mang cái màu sắc mà tâm linh như vậy, mà mình cảm nhận như vậy, mình tự mình cảm nhận rằng là cái từ khóa đó nó có mang màu sắc tâm linh, là mình không tiếp cận, thậm chí mình còn phản ứng, thậm chí là còn bài xích nữa. Nhưng sau này rồi thì Kim Toàn mới nhận rằng thực sự nó là có thật, vì gần đây xảy ra một cái biến cố mà tất cả chúng ta đều mắc phải. Có rất nhiều việc thực sự đúng là không thể kiểm soát được, và cũng có rất nhiều việc thực sự đúng là tự nó đến thì nó sẽ đến thôi, và chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Vậy thì cái biến cố đó là gì? Có phải vài năm gần đây có một cái đợt dịch, nó không khác gì cái cơn đại hồng thủy đấy, không khác gì phim kinh dị, mà chúng ta rất xem rất nhiều các phim kinh dị ở các cái siêu phẩm Hollywood khác nhau, đúng không? Nhưng sự thật là vừa rồi là xảy ra một cái trận đại dịch mà đúng là như trong phim kinh dị luôn, đúng không? Thì Kim Toàn kể luôn những câu chuyện của Kim Toàn nhé. Đổi tay, trước khi dịch ấy, có nghĩa là trước khi dịch thì cái công việc của Kim Toàn làm việc rất là tốt, rất là ổn định, dạy thẳng dạy yoga này. Nhưng bắt đầu chống vào dịch khoảng vài tháng thì bắt đầu mọi người bắt đầu sợ dịch. Các bạn biết rằng thời điểm đó là những người mà mắc Covid ấy, gần như là mọi người còn kỳ thị và xa lánh nữa, không khác gì sida lây nhiễm đấy. Trong cái thời điểm đó đấy, cùng với những người bạn đồng nghiệp cũng kinh doanh những cái mảng tương tự thì Kim Toàn cũng làm việc bình thường thôi. Những cái biến cố xảy ra còn quan trọng hơn nữa đối với Kim Toàn là một số vấn đề liên quan đến tình cảm và gia đình. Và trong một cái thời điểm rất là ngắn thì Kim Toàn có nghĩa là sử dụng chính cái cảm xúc của mình mà để ứng dụng công việc tại cái thời điểm đó nhé. Và mình dừng lại toàn bộ tất cả những cái phòng tập mà đang vận hành. Tại thời điểm đó là Kim Toàn có 3 phòng tập, tổng chi phí tầm khoảng hơn 100 triệu. Tổng chi phí là chi phí nhé, còn nguồn thu thì có thể nhiều hơn thì mới chi phí đấy chứ. Nhưng Kim Toàn cảm thấy rằng là cái công việc tại thời điểm hiện tại đó đấy, mình đang làm như vậy, mặc dù dịch mới đến nhưng mà mình cũng không cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của dịch, thậm chí mình cũng không dự tính được cái tác hại của dịch đối với cái công việc của mình, mà mình chỉ làm việc theo cảm tính thôi. Mình cảm nhận được rằng là cái công sức mình bỏ ra lao động làm việc trong rất nhiều năm như vậy, nhưng cái mình nhận được thì mình không cảm thấy là nó thỏa mãn, có thể là về tiền bạc, cũng có thể về danh vọng và về tình cảm gia đình. Và Kim Toàn cảm thấy rất là mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là tình cảm anh em, vợ chồng, bạn bè, bố mẹ, và mình cảm thấy rằng mình mệt rồi, mình không muốn làm nữa, mình dừng lại. Và chỉ trong vòng hơn một tháng, rồi đồng tay xoay người lại, bỏ mũi chân sang hai bên, trùng khuỷu tay, chỉ trong vòng có một tháng thôi, Kim Toàn dừng toàn bộ 3 cái phòng tập đó và chuyển dần về nhà của mình. Và cái phòng tập của Kim Toàn đang quay với các bạn này, đây là đang nhà của Kim Toàn nhé. Và trong vòng khoảng 3-4 tháng sau, Kim Toàn sửa xong nhà và chuyển về nhà. Tất cả phòng tập dừng hết khoảng 3-4 tháng sau. Và
đúng cái thời điểm đó đấy, thì bắt đầu là Tết. Tết là Tết, Tết âm lịch đấy. Và sau Tết thì bắt đầu dịch bùng nổ, có nghĩa là bắt đầu có cách ly. Tuy nhiên ấy, toàn bộ các cái phòng tập khác bị đóng cửa và bị cách ly, nhưng bản thân Kim Toàn thì vẫn hoạt động offline bình thường, thậm chí là rất là đông. Vì đơn giản là hầu hết tất cả mọi chỗ đều bị đóng cửa rồi, được nhắc nhở rồi, có nghĩa là được nhắc nhở rồi mà còn vẫn còn vi phạm thì chắc chắn là phạt, đúng không? Và thực tế là có rất nhiều các cửa hàng quán, như các khu vui chơi giải trí đã bị phạt rồi. Nhưng ở nhà Kim Toàn thì không đăng biển nóng nhất gì cả, chỉ tập nhóm gia đình thôi. Và lớp học, lớp tập tại nhà nó rất là đông, đông cực kỳ luôn, đông lắm đấy. Thì có thể sơ bộ tổng kết sơ qua một chút nhé, có nghĩa là mọi việc xảy ra là có lý do, đúng không? Nhờ có cái lý do là nhờ có dịch, và nhờ cái lý do là Kim Toàn sống rất là cảm xúc, nhờ cái lý do là có rất nhiều các cái khúc mắc xảy ra trong đời sống hàng ngày, và Kim Toàn đã tạo ra cái cơ hội tốt cho mình để đón nhận cơ hội đó và chuyển về nhà. Thì thay vì nó xui xẻo đen đủ hơn, thậm chí là bị rất là nặng, thì Kim Toàn lại cảm thấy rằng thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều. Tuy nhiên ấy, sau khi khoảng một năm trong dịch, có nghĩa là dịch được khoảng một năm, thì bắt đầu Kim Toàn cảm nhận được rằng là khi hết dịch thì sẽ làm ra làm sao, mình sẽ tiếp tục vận hành và hoạt động như thế nào. Và cái câu hỏi đó liên tục đặt ra liên tục, có nghĩa là rất là trăn trở đấy, xoay người trái. Mọi phòng tập nó sẽ hoạt động trở lại, mọi cái hoạt động đời thường sẽ trở lại, thì liệu cái hoạt động của mình nó còn được tốt như này không? Thì trong những cái năm dịch đó là Kim Toàn tiếp tục triển khai sang cái mạng online. Trước đây các bạn mà ai đó có tập Kim Toàn nhiều rồi thì sẽ là chắc chắn là biết rất là nhiều rồi. Trước đây Kim Toàn rất là rốt công nghệ, nó thật sự là có khi hơi quá mà còn ngu công nghệ nữa, thậm chí là từ chối các cái kiến thức về công nghệ. Mình không cảm nhận thấy rằng là cái mạng công nghệ mình tìm kiếm những cái điều gì đó, cũng không phát triển cá nhân, mình cảm thấy cái điều đó. Nhưng sau khi vài năm dịch ở nhà thì cũng khá là rảnh rỗi, và mình bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu các cái cách làm sao để truyền tải kiến thức của mình gói lại thành những cái video trên YouTuber như bây giờ. Và đúng là nhờ có những cái năm dịch như vậy mà Kim Toàn bắt đầu mới triển khai sang được mạng online. Tính đến thời điểm này là Kim Toàn kênh của Kim Toàn có hơn 1.000 video các loại, gần như là toàn bộ tất cả những cái chuyên môn của Kim Toàn trong những cái năm làm việc ấy đổi bên đang gói gọn và đóng gói thành tất cả các video rồi. Và cho dù kể cả những huấn luyện viên ấy, trước đây để đào tạo ra được một cái huấn luyện viên yoga ấy, thì mọi người phải tập trung tập tại phòng tập Kim Toàn vài tháng, thậm chí có người theo thông khoảng 5 giờ thì mới có thể có chuyên môn về đứng lớp và giảng dạy. Nhưng bây giờ là Kim Toàn đã truyền tải đến cho mọi người chỉ trong vòng 2 tháng thôi, mà 2 tháng mà làm online ấy, không cần phải đến phòng tập gì cả, rất là đơn giản, đúng không? Vậy thì tổng kết lại lần thứ hai, có đúng là nhờ những cơ hội, những đợt dịch như vừa rồi và nhờ những cái lý do như vừa rồi mà Kim Toàn mới có cơ hội phát triển cá nhân của mình hơn, mới có cơ hội giúp cái công việc của mình phát triển hơn, giảm bớt và tối đa chi phí. Rồi xoay lại đẩy cái bộ trỏ của mình sang hai bên ngồi thấp xuống. Giả thiết như trước đây là Kim Toàn có 3 phòng tập, tổng chi phí khoảng hơn 100 triệu, và nguồn thu thì chắc cũng chỉ được hơn một chút xíu thôi, cũng không nhiều đâu. Thì đến bây giờ về nhà thì chẳng mất một kinh phí nào thuê nhà cả. Thì nhà mình cũng vừa ở vừa sinh hoạt, vừa lao động và vừa làm việc. Giả thiết như cái này nhà này khoảng hơn 100 m², mà ở trong ngõ thì với cái mặt bằng chung ở Hải Phòng mình cho thuê được tầm 12-15 triệu là nhiều. 12-15 triệu là nhiều thì cái toàn ở nhà thì mình không làm việc thì mình cũng phải làm sao, cũng phải ở thôi. Thì có nghĩa là mình vừa làm việc mình ở, mình đã tiết kiệm được cái chi phí cơ sở vật chất vài chục triệu rồi. Đồng thời mình cũng không phải thuê thêm ai cả, đúng không? Và nhà mình cũng đồng nào mình cũng dọn dẹp thôi, cũng không phải thuê thêm người dọn dẹp. Mình còn tiết kiệm được cả cái chi phí di chuyển nữa, thậm chí là chi phí quảng cáo. Có thể nói là tiết kiệm được cực kỳ nhiều những thứ thuộc về chi phí, và mình chỉ còn chuyển sao, chỉ còn có lợi nhuận thôi. Rồi chúng ta thì anh Hùng quỳ thôi chân ạ. Tương tự như vậy ấy, thì cái mảng online của Kim Toàn cũng vậy. Các bạn hình dung này, để có một lớp yoga online rất là đơn giản và dễ, chúng ta chỉ cần tầm khoảng vài mét vuông như cái thảm thôi, và có thể dạy Zoom. Một lớp học có thể tối đa khoảng 500 người, nhưng bình thường thì nếu ra nhiều như vậy chỉ cần 20 người là được rồi. 20 người mỗi người đóng 300.000 một tháng, muốn thấp nhất đi, đúng không? Thì cứ cho toàn bộ tất cả các lớp online của Kim Toàn có khoảng 50 người, có nghĩa là 53 người được khoảng 15 triệu. Chứ chi phí thì chẳng có gì cả, gần như chẳng có gì cả, có mỗi điện thoại đời gì được, chỉ cái máy tính đơn giản cũng được, mạng những cái thứ gần như là chi phí nhỏ lắm, nhỏ đến mức độ gần như là không tính và không hao đâu. Và cái điều quan trọng nhất ấy mà Kim Toàn cảm nhận được rằng là đó chính là cái kỳ vọng mà chúng ta đặt vào. Giả thiết như bây giờ Kim Toàn mở một phòng tập như vậy,
Và trong quá trình kinh doanh mở phòng tập nhé, offline như vậy, và kinh doanh suốt trong cái quá trình đó, nhưng kiếm toàn mức đầu thì vọng là tháng này cố gắng thu nhập được 100 triệu. Nếu như 100 triệu là con số khá là lớn và to so với một số người làm ngành giáo dục thể chất nhé, nhưng tháng đó chỉ được khoảng 7-80 triệu thôi. 7-80 triệu có nghĩa là buồn rồi, không đủ chi phí, đúng không? Chúng ta đặt ra con số đó để đạt con số an toàn đã, nhưng cũng không đạt được thì có nghĩa là buồn rồi. Nhưng khi về nhà ấy, thì kiếm toàn cảm nhận thấy rằng đôi khi mình chỉ đặt ra là một thôi, tháng chỉ được 10 triệu thôi, nhưng bây giờ có tháng được 12 triệu, ôi vui cực kỳ luôn. Rõ ràng mình chỉ đặt là 10 triệu nhé, nhưng được 12 triệu mình đã vui rồi. Nhưng mình đi làm ở chỗ khác, mình cũng lao động ít xỉ như vậy, thậm chí là vất vả rất là nhiều. Mình đặt một con số rất là lớn là 100 triệu, nhưng mình chỉ đặt 80 triệu, thậm chí 90 triệu thì mình vẫn thấy rất là buồn rồi. Mà con số 80, 90 triệu như vậy so với ở nhà là hơn rất là nhiều lần, 9, 10 lần đúng không? Rồi lại tổng kết thêm một lần nữa, mọi việc xảy ra đều có lý do, chắc chắn là như vậy. Tính đến thời điểm này mình toàn tin vào điều đó. Và tất cả những cái ví dụ thực tế như vừa rồi nhé, mình toàn nêu ra là trong quá trình làm việc có rất nhiều việc nó xảy ra. Từ những việc mà cấp độ của thế giới, có thể là chúng ta cũng không hiểu chuyện nhiều hơn, biết đâu trong thế giới có những người nó vận hành, nó tạo ra những cái điều đó thì sao, thì mình nó vượt ra khỏi cái tầm suy nghĩ, cái kiến thức của mình rồi, mình tạm thời bỏ qua, đúng không? Mình chỉ cảm nhận được rằng là mình bị cuốn theo và phải cuốn theo. Thì mình cảm nhận được rằng là hầu hết tất cả mọi người những năm dịch vừa qua, thậm chí là cả các quốc gia cũng bị cuốn theo những cơn đại dịch như vậy, đúng không? Chúng ta trái sang ngang, nghiêng người giữa chân trước, kéo ngửa bàn chân vào lòng nào, càng duỗi. Và đó là những tất cả những cái lý do mà tính đến thời điểm này mới có Kim Toàn ngồi đây chia sẻ với các bạn. Và có thể khẳng định rằng thời điểm này là Kim Toàn rất an toàn, cực kỳ an toàn. Cho dù có bất kỳ việc gì xảy ra thì mình cũng giữ được vững cái mức an toàn. Có nghĩa là trước đây đặt khoảng 100 triệu tổng thu nhập thì đạt cái mức an toàn. Mà nếu như thu nhập được 80 triệu thì có nghĩa là không an toàn, bị âm 4 đúng không? Mà con số khá là lớn đúng không? Có nhiều người đó nhiều chục tỷ, nhiều nghìn tỷ, không nói gì, mình chỉ nói công việc của mình thôi. Nhưng khi về nhà mình chỉ đạt con số 10 triệu. Đã có số 10 triệu không là mình sống rồi, đúng không? Sống chăm sóc đủ cả gia đình là mức độ căn bản rồi. Nếu được 12 triệu thì vui thêm một chút, bữa cơm có thịt, có thêm rượu. Còn nếu 13 triệu thì càng tốt, thi thoảng được đi du lịch gần nhà. 15, 17 triệu thì càng tốt, nâu nâu mua được thêm quần áo đẹp. Có nghĩa là cái kỳ vọng chúng ta đặt ra thấp, rất thấp, nhưng được hơn một chút thì đã là happy lắm rồi. Còn nếu như kỳ vọng chúng ta đặt ra rất là cao, nhưng chúng ta không đạt được cái kỳ vọng đó, thì cũng vẫn là rất thấp, cực kỳ thấp. Tương đương với việc là Kim Toàn có thể ở bên ngoài thu nhập khoảng là 100-200 triệu, nhưng vẫn chỉ là đủ chi phí. Nhưng khi về nhà, Kim Toàn chỉ thu khoảng là 10-20 triệu thôi, vẫn đủ chi phí. Vậy thì làm sao? Kim Toàn tiết kiệm được rất nhiều thứ, cực kỳ nhiều thứ. Mình có rất nhiều thời gian bổ sung để nâng cấp kiến thức cho bản thân, rất nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân, và cũng còn rất thừa rất là nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình của mình. Và đó chính là cái lãi nhé. Mà cái lãi đây là cái lãi mà hầu hết ai cũng nhìn thấy. Chỉ có điều là chúng ta làm sao không có cái cơ hội, hoặc là không nhìn thấy cái cơ hội đó, hoặc chúng ta không hiểu cái lý do gì nó tạo chúng ta tại cái thời điểm này. Rồi càng khóa chặt càng tốt nhé. Vui lòng ngồi dậy, co hai chân, vặn người nào, xoay người nhìn về phía trước. Tương tự như vậy đấy, thì Kim Toàn sẽ nhắc lại một lần nữa nhé. Trong chúng ta đấy, thì hầu hết mọi người đều có những cái nhóm tính cách sau. Có thể là có rất nhiều các nhóm cái dạng tính cách khác nhau, nhưng tụi chung đều có những cái đặc tính giống nhau như thế này. Một là chúng ta sống bằng mặt ăn, có nghĩa là một cảm xúc 100%, thích cái gì nào đó không quan trọng, con số con má gì cả, cứ vui là được. Hai nhóm người thứ hai là nhóm người rất là lý trí, họ sống bằng con số, tất cả mọi thứ họ đều tính toán rất là hợp lý. Nó cũng giống như là một người đi ra siêu thị nhặt đống sách về mua cho nó đẹp, cho nó vui, kiếm tí thôi. Nhìn thấy cái tiêu đề thứ hai là mình mua. Nhưng có những người ta bảo chỉ định nửa ngày người ta muốn chọn một cuốn sách. Cái việc mà người ta chọn một cuốn sách, người ta xem cuốn sách đấy, người ta đọc cuốn sách đấy, cái thời gian, cái tiền của, công sức bỏ ra, cái cuốn sách đấy nó đem lại được cái giá trị gì cho họ, đem lại được cái điều gì cho họ, đem lại được cái lợi ích gì cho họ, thì họ mới đọc, đúng không? Chứ còn có những người sống đẳng tính, họ mua rất là nhiều thứ, nhưng họ chỉ để cho nó đẹp, cho nó vui, cái cảm xúc của họ là sách, cái đống sách được về nhà, xếp lên giá sách. Và tương tự như vậy, có rất nhiều cái việc như vậy, có rất nhiều việc tương tự như vậy xảy ra trong đời sống hàng ngày. Và còn một nhóm người nữa, chất hơn một chút, gọi là chất hơn một chút, họ biết
điều chỉnh cảm xúc của mình. Có nghĩa là có lúc thì họ sử dụng cảm xúc, có lúc thì họ sử dụng lý trí, có lúc thì họ dùng cả hai. Đó là những cái nhóm người rất là đặc trưng nhé. Từ từ buông lỏng xoay lại. Tuy nhiên ấy, trong những cái năm dịch vừa qua, cho dù là người có lý trí, có cảm xúc, hay là vừa có lý trí vừa có cảm xúc, để mà tiếp tục tồn tại cũng như phát triển được tính đến thời điểm này, bó gọn trong cái mảng hoạt động giáo dục thực chất của Kim Toàn thôi, thì Kim Toàn có thể khẳng định là có lẽ đến trên 99%, 99% mấy% gì đó, là cho dù có dùng cả ý chí, cả cảm xúc và tất cả những cái thứ mà mình có, từ phương tiện, từ quan hệ xã hội, thậm chí là kể cả là kinh tế, thậm chí là ngân hàng hỗ trợ, bố mẹ gia đình hỗ trợ, vẫn đang đoàn nhé. Riêng một cái mảng Kim Toàn đang kiểm soát, đang thực sự kiểm soát được trong mảng hoạt động giáo dục thực chất của mình. Và theo cái dự tính của Kim Toàn, tầm khoảng năm cuối năm 2023 mới có cơ hội phát triển lại những cái bộ môn dạng như thế này, có nghĩa là mới có cơ hội phục hồi lại nhé, offline, có nghĩa là tập tại phòng tập. Còn không thì mọi người vẫn sử dụng các cái dịch vụ mà tính chất là giảm tại nhà thôi, tập trên online này, chứ không phải là Kim Toàn đang hướng dẫn cái online này, mà Kim Toàn chia sẻ là cái lợi ích của online thôi, không phải nhé, mà cái thói quen, cái tư duy, họ khách hàng họ thông minh theo thời gian mà họ cảm nhận rằng là đi từ nhà đến phòng tập nếu như ở gần rất là vui, còn ở xa nó di chuyển vừa đi vừa về có lẽ mất ít cũng phải 30 phút, cộng với thời gian chuẩn bị nữa nửa tiếng nữa, một tiếng nữa tập thêm một tiếng nữa, chẳng lẽ tập xong rồi đi về luôn cũng phải câu chuyện câu trò vài trăm ba câu chuyện, mà không gì thì cũng phải thi thoảng lâu lâu như họp lớp đi ăn uống rồi sinh nhật sinh nhão ăn sáng ăn tối gì đó, tốn cực kỳ nhiều thời gian rồi vô lòng phải lại cái dòng hai chân vào vai cái bàn cụ toay nhé, dưới cái mông của mình về cự sốc tay xuống. Cái lợi ích thu được thì cũng như nhau thôi về sức khỏe. Còn nếu như có rất nhiều người bảo vui ấy, thì đúng là có nhiều người là họ buồn và họ đến cuộc tập tìm niềm vui, nhưng có nhiều người đã tìm được rất nhiều niềm vui khác ở khác nơi khác nhau. Có thể người ta quét nhà cũng vui, nấu cơm cũng vui, chăm con chó con mèo cũng vui, hoặc là trồng cây trồng ở nhà cũng vui, có nhà họ có rất nhiều niềm vui, họ không nhất thiết là phải đến phòng tập mới tìm được niềm vui. Và trong rất nhiều năm làm việc cùng tập, quan sát thấy rằng đại đa số những người cứ đến phòng tập tìm niềm vui ấy, thì hầu hết họ cũng không thích gia đình của họ đâu, thậm chí họ chẳng thích quét nhà, chẳng thích rửa bát nấu cơm đâu, không thích chăm sóc nhà cửa chó mèo có thứ gì đâu, và cái nhà của họ có khi cũng chẳng vệ sinh lắm đâu, càng chắc chặt chẽ nhá. Đấy là nói chung thôi nhá, chứ còn đại đa số mọi người rất là thông minh, đa phần đều biết cân đối thời gian rất là hợp lý và tự tìm cái niềm vui riêng cho mình khi mình vận động tập luyện này. Đây là cái niềm vui riêng của mình và nó thuộc về mình, đúng không? Thế ít nhất mỗi ngày mình phải dành một tiếng dành cho mình là tất nhiên rồi, và các cái giao tiếp xã hội thêm là cũng bổ sung thêm cho mình thôi. Khóa chặt căng chắc chứ, càng giáp càng đau càng tốt. Vậy thì trong ba cái nhóm người ấy, mà Kim Toàn vừa nêu ra đó, nhóm người sống bằng cảm tính, nhóm người sống bằng con số rất là cụ thể này, và một nhóm người sống vừa cảm tính vừa con số. Rồi, thu mông của mình đã, thì lên công ngồi, khép chân, thở nâng nở. Ba cái nhóm người sử dụng những cái tính cách, những cái thói quen đó, các bạn cứ thử test làm cái test kiểm tra thử nhé, đọc cái từ khóa như vừa rồi và nêu ra một vài cái ví dụ, nó cấp độ nó nhỏ nhỏ hơn một chút, và đừng có đặt cái cấp độ quốc tế như vậy thì sẽ khó có câu chuyện nó thú vị. Chúng ta có thể đặt một cái cấp độ nhỏ nhỏ, ví dụ như là hôm nay mà tôi đi bệnh viện, tôi gặp một cái cô béo quá. Đây là cái câu chuyện trên toàn kể lại của một cái anh ở lớp chiều thôi, có một cái chị tầm 80-90 cân, chị bị tai biến và chị ngồi ở trên cái xe đẩy đấy, và sau khi đùn chị đi thì cái xe đẩy nó không chịu được, nó gãy và chị ngồi phịch đất, và cái việc mà nặng quá không ai có thể bê nổi chị, nên nặng nên cán nữa. Và thì có một số người đến giúp đỡ và nâng lên, thì có một số người hỏi luôn tuổi chị năm nay chị bao nhiêu tuổi, chị bảo chị năm nay là 45 tuổi, nặng khoảng 80 cân và bị tai biến và nhập viện. Thì cái anh hỏi được cái số tuổi đây, anh đánh luôn con đề và anh ấy trúng đề, và anh ấy giải thích ra rằng là cái lý do mà anh ấy làm cái việc tốt đấy thì là anh ấy được trúng đề. Có nghĩa là chúng ta nên đưa ra những cái câu chuyện, những ví dụ nó đời một chút để mọi người có thể có cái chuyện để chia sẻ, nói chuyện, tránh những trường hợp có những điều ví dụ đó nó khó có thể, nó gần như là nó là tất cả rồi, hầu đại đa số rồi, thì chúng ta khó có thể cãi được.
thì cứ bắt các bạn có thể kể những câu chuyện tương tự như vậy nhé, và đặt ra một cái từ khóa là mọi việc xảy ra đều có lý do, thì các bạn sẽ nhận đến những cái test kiểm tra rất là thú vị này. Có những người sống cảm tính thì họ đã trả lời rất là hay, rất là hào hứng, thậm chí là còn cuồng nhiệt với cậu, đúng rồi, thế này cái loại kiểu đúng rồi tuyệt vời lắm, thế này thôi tôi bảo khẳng định là như vậy rồi. Nhưng mà nhóm người tính con số thì bắt đầu họ nghĩ, họ nát sau, bắt đầu họ nói một chuyện nữa, họ mới phân tích tỉ mỉ thế này thế nọ thế kia. Và cái nhóm người vừa cảm tính vừa con số thì họ phân tích rất là hay, rất là, nó mang cái chất là rất là cảm xúc, nhưng mà rất là con số, rất là dễ chịu, dễ thở, chứ nó không mang tính áp đặt riêng đi đúng không? Những cái nhóm người chỉ sử dụng con số nhá. Rồi bông lòng nổi tay bên trái của mình sang ngang, hai tay cũng hai thủ trọ như người. Quay lại cái vấn đề công việc tình bạn, thì đúng là nhờ những cái năm dịch vừa rồi xảy ra đấy, và nhờ những cái sự thay đổi trong cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái, bố mẹ, mà Kim Toàn cũng sự thay đổi rất là quyết liệt, dừng toàn bộ hầu như tất cả những thứ của mình offline, trong đó bao gồm các phòng tập, các cái chức vụ mà trong cái bộ môn chuyên môn của Kim Toàn. Thời điểm đó là Kim Toàn đang là phó chủ tịch liên đoàn Yoga Việt Nam, dừng hẳn, không có làm gì cả, cũng không cần nữa. Và tất cả các chức vụ, giữ các cái chức vụ ở các cái bộ môn tương tự, hoặc là các câu lạc bộ, các ngành mà người ta nhờ mình đứng làm chuyên môn, chuyên gia cố vấn, Kim Toàn cũng dừng hết và chuyển về nhà. Bây giờ đặt giả thiết chứ, nếu như Kim Toàn vẫn tiếp tục duy trì và bám chắc vào điều đó, vẫn tiếp nối mà, cái công sức mình bỏ ra mình phải tiếp nối chứ đúng không? Và cứ tiếp tục như vậy thì liệu có thể tồn tại được tiếp theo và phát triển tiếp theo không? Thực tế đã chứng minh rồi, tất cả những người bạn của Kim Toàn hiện tại tính đến thời điểm này nhé, mà ở những cái vị trí tương đương Kim Toàn, thậm chí là có những cái xuất phát điểm tại thời điểm đó hoặc cái kết quả còn tốt hơn, nhưng tính đến thời điểm này thì họ còn mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn, có nghĩa là không những không giải quyết được những cái tồn đọng cũ mà còn thêm những cái tồn đọng mới, có nghĩa là sau rất nhiều cái năm làm việc, lao động và làm việc đấy, tích lũy được một chút kiến thức và cơ sở chất cũng như là nhiều thứ cả trí tuệ đó, thì tính đến thời điểm này không những không được như cũ mà thậm chí là còn tái nghèo, có nghĩa là còn có móc thêm nợ nần nữa. Giả thiết đi trước đây nó tổng tài sản tầm 5 tỷ, đúng không? Sau khi bây giờ âm về cái ngưỡng ban đầu, có nghĩa là không có tỷ nào, không có đồng nào, thậm chí còn nợ thêm vài tỷ rồi đấy, có nghĩa là tái nghèo ấy. Buông tay, dưới trái của mình một chiếc úp lòng vào chân xuống căng duỗi. Vậy thì nhờ những cái lý do đó, tưởng chừng rất là ghen đủ, rất là tệ, bạn bè anh em nhìn vào, ôi dồi ôi, thằng này cậu này tự nhiên đang 5-7 phòng tập, 3 phòng tập tốt thế, học viên nhiều như vậy, thu nhập tốt như vậy, đi lên đi lại lên xuống trông nó hoành tráng như vậy, đúng không? Di chuyển có người đưa người đón, có người tiếp, đúng không? Sau nhiều lần như vậy thì bắt đầu làm sao? Hầu như ai cũng nói như vậy, rằng là công việc thì tệ đi rồi này, thế này thế nọ thế kia, mọi thứ là xuống cấp này. Nhưng tính tổng thể nhé, chúng ta nhìn cái gì cũng phải tính toàn cục, tổng thể. Có thể tại thời điểm đấy thì nó đúng là như vậy, nhưng toàn cục trong vòng 1 năm nó khác hoàn toàn nhé với cái kết quả tại thời điểm đó. Nhưng trong vòng 2 hoặc 3 năm thì cái kết quả nó lại khác hoàn toàn với kết quả của năm trước. Có là tính tổng thể trong vòng 1 vài năm thì cái kết quả mà Kim Toàn thu được từ tất cả các cái mọi mảng ấy, từ gia đình, tình cảm, công việc cho đến tiền bạc, tính ra là đều được lợi hơn. Vậy thì có đúng là mọi việc xảy ra đều có lý do không ạ? Chúng ta không thể nhìn vào một việc thấy tệ mà bảo tất cả mọi việc khác đều tệ cả, đúng không? Rồi bông lỏng điểm này, con trái rút được phải, ôm lòng ngoài chân xuống, căng, chắc, chặt chẽ. Rồi căng nhé. Đúng là trước đây từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà Kim Toàn còn chưa đi làm, chưa đi tương tác nhiều với xã hội, mà chỉ làm chung công việc đi học và học tập thôi, tập cấp 1, cấp 2, cấp 3 ấy, và lao động những công việc nhặt vặt ngày trước ở trong gia đình của mình thôi, thì đúng là cái đời sống thời đó nó rất là khó khăn. Chính vì vậy mình làm cái gì cũng phải tính toán, bất kỳ một việc gì cũng phải tính xem có lợi hay không có nào, còn nếu như nó ít lợi thì chúng ta sẽ không làm, mà toàn cục chúng ta sẽ thua hoặc là chúng ta thiệt thì chúng ta sẽ không làm. Cũng giống như bây giờ có rất nhiều người đấy, người ta bảo là làm vì đam mê ấy mà,
có nghĩa là làm rất là nhiều việc từ sáng đến tối, còn còn chủ quản nhưng cũng không có nhiều tiền, tính trên tổng thể có khi chỉ được 8-9 triệu thôi, bằng những người tôi làm leadership hay là bằng làm công nhân hay là làm những khu công nghiệp LG Tràng Duệ gì đó Hải Phòng, là một ngày tầm 8-10 tiếng mới được 8 triệu mà họ chẳng nghĩ ngợi gì cả. Thì cũng có rất nhiều người như vậy làm việc quần quật từ sáng đến tối, thậm chí 5 giờ sáng 9-10 giờ đêm để ăn uống ngủ nghỉ cũng chẳng được nghỉ ngơi nhiều, nhưng cũng chỉ được tầm 8-10 triệu thôi. Có nghĩa là làm rất nhiều việc nhưng không có tiền, và đúng là họ làm vì đam mê thật. Có thể họ tính cái con đường của họ, toàn cục của họ đến tầm 80 tuổi họ bây giờ họ mới có nhiều tiền, thì có toàn cục nó hơi xa, vừa là gần gần trong một vài năm thôi, sợ chúng ta còn không có đủ nguồn lực hoặc là không có sống đủ thời gian để chờ đến khi chúng ta thành công đó, hoặc là chúng ta có được cái hiệu quả. Rồi sau đó một thời gian sau thì chúng ta bắt đầu tương tác xã hội nhiều dần lên, là trong quá trình làm việc vận động giáo dục thể chất và giảng dạy các cái môn vận động giáo dục thể chất, thì lý do cái công việc nên mà chúng ta bị biến đổi cái tính cách và cái cảm xúc của mình là do trong cái ngành đấy có rất nhiều văn nghệ sĩ và các giới vận động giáo dục thể chất buông lỏng nhiều này, từ quản lý, từ những cấp lãnh đạo quản lý cho tới những người bạn đồng nghiệp nghiêm, họ đều sống bằng cảm xúc, đại đa số họ đều sống bằng cảm xúc, có một số rất ít là họ không sống bằng cảm xúc. Thì cái môi trường nó còn tác động mạnh hơn cả ý chí mà. Thì bản thân mình cho dù có là có con số đi chăng nữa, nhưng ở trong cái môi trường ấy nó tự động sẽ biến đổi, bị hòa tan dần dần, đúng không? Bạn bè, anh em, tất cả mọi thứ đều là nó, thì dần dần mình bị hòa tan, thậm chí lâu dần mình còn phát huy còn hay hơn cả họ, đó tại mình có nhiều kỹ năng hơn, nhiều chuyên môn hơn, tự động mình còn phát huy tốt hơn, và dần dần mình cuối phần đó thậm chí là mình còn lại trở thành một người dẫn đầu những cái trào lưu nhất định, và cụ thể là bộ môn yoga. Rồi tiếp tục sau một thời gian rất là dài bắt đầu đến những cái năm dịch vừa rồi ấy, thì bắt đầu tự nhiên là chúng ta mắc phải cái biến cố như vừa rồi chia sẻ với các bạn ấy. Thì trong cái quá trình mắc phải những biến cố đó thì chúng ta có những cái thời gian ngồi lại nhìn nhận kiểm điểm lại cũng như quan sát lại liệu cái công việc của mình làm từ trước đến giờ theo cái cách đó nó có đúng hay là không đúng, thì bắt đầu nhìn nhận, bắt đầu tính toán, và khi tính toán và thay đổi thì bắt đầu xảy ra một loạt các biến cố như vậy. Có người thì bắt đầu từ chối, thậm chí là nhiều người còn hét của mình ra mặt nữa. Và thầy đang dạy như vậy, mình thay đổi như vậy, tôi chơi ở đâu, tôi tập đâu, họ thù ghét mình, họ nói xấu, là chuyện đương nhiên. Gia đình mình cũng vậy, họ đang làm ăn tốt như vậy, chuyển về nhà làm ít gì, thế này thế nọ thế kia, là vừa phiền phức cho gia đình đủ thứ linh tinh cả, thậm chí là còn thay đổi cả dòng tiền trong một thời gian nhất định, không kịp chăm sóc gia đình của mình. Ví dụ mỗi tháng trước mình có thể trừ tất cả các chi phí mình đưa về nhà mình một vài chục triệu, nhưng bây giờ mình thay đổi đột ngột như vậy, chính bản thân mình cũng còn chưa kịp dự liệu được nhiều. Mình cũng chỉ có thể có sự chuẩn bị trong khoảng 6 tháng là nhiều, có nghĩa là chỉ giữ độ ổn định được gia đình mình trong 6 tháng. Còn từ tháng thứ 7 trở đi thì mình phải có cách tạo ra cái nguồn thu tại gia đình, đúng không? Xin đeo lên rồi buông tay, quay người sang bên trái không công. Và trước thì gia đình mình có thể thu nhập đưa về cho gia đình khoảng vài chục triệu, tiêu khá là thoải mái. Nhưng khi mình về nhà thì có phải là trước mình thu nhiều trăm triệu thì mình chi về nhà nhiều trăm triệu, nhiều chục triệu thôi. Nhưng bây giờ về nhà chỉ được 20 triệu thôi, thì chi phí cả 20 triệu ở nhà, tất cả mọi người trong gia đình thì nó phải hạn chế, nó bớt đi chứ, nó phải bớt và cắt đi. Thì cứ những người mà những con người mà họ đang được nhận những cái quyền lợi cũng như được cái sự chia sẻ về kinh tế tiền bạc, họ phản ứng. Cụ thể là trong gia đình, ví dụ trước đây mẹ được mỗi tháng là khoảng 5 triệu hoặc 3 triệu hoặc 4 được 1 triệu hoặc là vợ được chi tiêu thoải mái hơn thì được thêm một vài triệu để mua cái gì lặt vặt, con cái cũng vợ ăn uống thoải mái hơn. Bây giờ về cái gia đình thì nó ít đi, nó co lại, thì tất cả mọi thứ còn phải cắt giảm bớt đi, đúng không? Thì lúc đó là cái mà mình chuẩn bị xét trong đầu của mình rồi, cái kế hoạch của mình xét phải như vậy. Nhưng mình phải tập trung làm cho việc của mình là chính, mình làm tốt cái việc của mình đã. Sau đó thì mình mới chia sẻ cái khó khăn thuận lợi với gia đình của mình được, chứ không thể là có chuyện chia sẻ xong rồi họ có người thì ủng hộ, có người thì phản đối, có người thì còn phản đối cả ra mặt nữa thì sao? Chắc chắn là sẽ không làm được. Vì chắc chắn một điều để làm được ấy, là mình phải chủ động là chính. Và sau khi chủ động thì bắt đầu mình mới điều chỉnh dần theo các kế hoạch của mình đề ra. Tuy nhiên trong cái quá trình đấy thì đúng là cũng có rất là nhiều người, thậm chí là bản thân gia đình rất là thân thiết ủng hộ nhiều hoặc ít, nhưng cũng có một số người là không ủng hộ. Và cho dù cái điều gì xảy ra đi nữa thì cuối cùng đạt được kết quả cuối cùng vẫn là kết quả rất là tốt tính đến thời điểm hiện tại nhé. Rồi lần này được không?
Và sau rất nhiều lần cứ lặp đi lặp lại những cái câu chuyện tương tự như vậy, những cái câu chuyện tương tự nhé, rất nhiều lần đấy. Nhưng gần đây nhất là đúng là những cái năm dịch vừa rồi xảy ra đấy, là hầu hết mọi người đều có những cái cú tát rất là dễ nhớ, có lẽ là chẳng bao giờ quên được đâu. Nhớ đến mức độ mà không phải là dễ nhớ mà là ám ảnh luôn, ám ảnh nó buộc phải nhớ. Và chúng ta nếu như tiếp tục trong tương lai gần, chúng ta cũng gặp những cái câu chuyện tương tự như vậy, nhưng mà ở cường độ nó có thể là nhẹ hơn hoặc là hòa nhã hơn, nhưng chúng ta không nhớ cái quá khứ chúng ta từng mắc phải cái điều gì, có nghĩa là đầu chúng ta lúc đấy nó lại chuyển sang cái auto gọi là làm sao lại cảm xúc mất rồi. Trong những lúc dịch chúng ta sống bằng lý trí đúng không, sau khi hết dịch chúng ta lại người ta gọi là no ăn rượu mỡ, chúng ta lại bắt đầu tương tự đi du lịch lễ hội các cửa các nơi, đến lúc hết tiền rồi lại bắt đầu lại cố gắng làm sao. Cái lần tiếp theo nó còn khủng khiếp hơn lần đầu, tức là lần đầu có thể là chúng ta bắt đầu biết sợ biết no và bắt đầu biết co lại đúng không, bắt đầu biết kiểm soát, nhưng sau khi đó chúng ta lại có một chút thời gian bắt đầu rảnh rỗi, bắt đầu lại dễ thở, lại bắt đầu duỗi chân thở thoải mái. Và cái lần thứ hai nó bị lại thì có nghĩa là cái thời gian còn lại của chúng ta nó không có nhiều. Rồi đề với giả thành trước, giả thiết như trong những năm dịch thì chúng ta tầm 30, 40 tuổi đúng không, sức khỏe có, trí tuệ có, vốn còn một ít mà thậm chí là khá nhiều vốn, chỉ di chuyển về nhà, cái toàn di chuyển về nhà. Vậy thì còn có kinh tế, còn có nguồn lực để có thể thay đổi. Nhưng nếu như tiếp tục vừa mới qua được cơn sóng trước, tưởng là hết cơn sóng thần rồi đúng không ạ, cái cơn tiếp theo là sóng thần nó qua đi rồi thì còn ngược đội nữa chứ đúng không ạ, còn bệnh tật nữa đúng không, còn đói ăn nữa đúng không ạ. Bao giờ mà chẳng cơn bão đi qua mà cái việc đầu tiên nó sẽ là tàn sát, việc tiếp theo là bắt đầu giải quyết những cái hậu quả đấy còn khủng khiếp hơn. Và bất kỳ một cái cuộc kinh tế nào hay là cuộc chiến tranh nào đều để lại những cái hậu quả cái dạng như vậy. Thì những cái đầu dịch như vừa rồi đi qua nhé, là chúng ta mới là đi qua thôi, còn cái lần tiếp theo này là chúng ta đang giải quyết những cái hậu quả của dịch để lại. Và nếu như ai đó mà không kịp kiểm soát, không kịp điều chỉnh bằng ý chí của mình mà tiếp tục sống bằng cảm xúc, thì chắc chắn là các bạn cũng như Kim Toàn trả giá rất là mệt mỏi, rất là nặng nề. Giả thiết cụ thể nhé, trong những năm dịch vừa rồi chúng ta cần phải điều chỉnh cái quá trình tập luyện và ăn uống của mình một cách rất là khoa học. Nhưng sau khi vừa hết dịch các bạn thấy rằng là hàng quán đông khủng khiếp, đông kinh khủng luôn. Và tập luyện cũng vậy, mọi người vơ cào vơ cấu ăn tất cả những thứ mà mình cho rằng là bổ dưỡng, tập luyện tất cả những cái môn ở đó mà mình cho rằng là tốt với bản thân mình. Và sau khi bắt đầu hết dịch tính đến thời điểm này thì có dám không? Chúng ta có ngồi được không? Mọi người tất cả đều giống nhau, hầu hết đều giống nhau, ai cũng giống như ai là cũng giống y xì như vậy nhé. Thì bắt đầu chúng ta lại hết tiền một lần nữa, trước đây chúng ta còn có một tích lũy, một chút tích lũy, và bây giờ thì chúng ta hết tiền thực sự rồi. Và khi hết tiền rồi thì tất cả những việc sắp tới nó xảy ra thì xử lý rào rào sáng. Liệu nhà của chúng ta, cơ sở vật chất ta của chúng ta có tự cung tự cấp được giống như ở nông thôn không? Nông thôn họ có cái gì ạ? Nhà nào cũng có một cái ao ít nhất cũng 500-700 mét hoặc một sào, đúng không? Cũng có một góc vườn nằm 50 mét vuông, không có chuồng gà, có chuồng chim bồ câu, đúng không? Gạo thì lại có thêm một vài sào ở đồng. Họ chẳng cần làm gì cả, họ cũng chẳng cần tham gia kinh tế thị trường, họ vẫn sống khỏe sống ngon, học thì học trường làng, nóng thì không nóng, không nóng thì chịu, cuối năm nóng chả sao cả, toàn cây nhà lá vườn hàng xóm đó. Còn những người ở phố này, hoặc là những người ở nông thôn lên phố lao động và làm việc, hoặc là dân phố gốc nhưng mà buôn bán nhỏ lẻ, thậm chí là kể cả là buôn bán tốt bình thường, hầu hết chúng ta đều phải trả giá, chắc chắn là như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vậy thì tổng kết lại một lần cuối này, mọi việc xảy ra chắc chắn là có lý do của nó, chứ không phải là có lý do của nó nhé. Rồi nâng người lên, bước chân phải lên con cầu. Và đó là những cái lý do giúp chúng ta biến đổi tốt hơn hoặc là tệ đi, chứ không phải là than thân trách giận trời, hay là do cái năng lực của chúng ta nó yếu kém, hay là do cái yếu tố may mắn đối với chúng ta nó kém. Các bạn cứ nhìn lại cái xu thế chung ấy, riêng cái ngành vận động giáo dục thể chất của Kim Toàn này, hoặc là mở rộng sang cái ngành mà các bạn đang nắm giữ đấy, các bạn có nhận thấy rằng là đại đa số đều đang vướng mắc mà rất khó tháo gỡ. Từ giờ đến hết năm 2023 đấy, là một cái quá trình mà còn mệt mỏi hơn rất là nhiều đối với hầu hết tất cả các ngành nghề nhé. Kim Toàn nói luôn ví dụ ngành nghề mà nó hot thì gần như là khá là hot, hot mà tính chất là thời thượng luôn đấy, là du lịch luôn ấy.
chúng ta cứ nói là du lịch chỗ này chỗ nọ chỗ kia nó nhiều người đi, nhiều người di chuyển nhé. Kim Toàn cũng để ý vào cái cảm xúc đấy, rồi có 1 triệu người nói, 1 tỷ người nói, Kim Toàn cũng chẳng nghe, không quan tâm. Kim Toàn tính một con số ví dụ bây giờ hàng ngày có bao nhiêu chuyến, tất cả các chuyến bay từ các tỉnh thành và các quốc gia đến Hải Phòng của mình, thì đó chính là du lịch rồi. Không cần biết đi du lịch thì đi nào, có lẽ có người di chuyển đến thành phố của chúng tôi, đúng không? Hoặc ngược lại, ví dụ như là Đà Nẵng hay là Thành phố Hồ Chí Minh hay là các cái khu vui chơi giải trí, khu vui chơi giải trí toàn quốc của mình nhiều, đúng không? Đà Nẵng này, Quảng Ninh này, Đà Lạt, Phú Quốc này, thì tôi ta lấy cái thành phố lớn thôi, thì là Đà Nẵng này, Quảng Ninh này, rồi là Đà Lạt này, liệu một ngày có bao nhiêu chuyến bay đến đó và rời khỏi đó, thì đó chính là con số, chứ không phải bảo là ôi giời ơi chỗ này nó tuyệt vời lắm, nhiều người đi, nhiều người đến lắm, một người nói, 100 người nói, 1000 người nói, báo lại nó quan tâm làm gì đến cái cảm xúc đấy, đúng không? Rồi lồng đầy đèo không, báo chí nó chỉ là báo chí thôi, có nói nhiều nhưng họ cũng nói là con số, chúng ta biết được nhiều bao nhiêu, 2 người cũng là nhiều, 2 chuyến bay một ngày đến đó cũng là nhiều, đúng không? Rồi đèo không căn chắc chặt chẽ nhé, càng khóa chặt càng tốt. Và cũng có thể có những ví dụ tổng kết đến tận sâu trong cơ thể của chúng ta trong những cái năm dịch vừa rồi đấy. Nếu như ai đó mà có cái sự nghiêm túc cốt đặt cho mình giống như là mình đang ngồi tại cái máy tính điện thoại của mình đấy, nó cũng có quá nhiều cái phần mềm không cần thiết mà nó giữ hết cái dung lượng lưu trữ của mình, thì mình xóa bớt những thứ ít cần thiết đi, hoặc là xóa bớt cả những thứ nó không cần thiết nào bỏ, đúng không? Và mình cốt lại xem là mình cần ăn cái gì để đảm bảo sức khỏe, và cần bớt, hạn chế, thậm chí là cắt tất cả những cái loại thức ăn, thức uống nó không cần thiết. Ví dụ như là rượu thì thôi, trước kia uống rượu đô thì bây giờ uống rượu 1000 đồng thôi. Trước đây mình ăn tôm hùm hay là cua hoàng đế, bây giờ mình ăn tép thôi, vẫn sống được mà vẫn khỏe mạnh cơ mà, đúng không? Và trước đây mình có nhiều các cái sản phẩm, cũng như là có nhiều cái du lịch hay là các đồ chơi hay cái gì đó, những dụng cụ rất tốt, nếu đi xe rất tốt thì mình cắt bớt đi, không sao cả, đúng không? Và sức khỏe của mình sẽ định hình được rằng là từ giờ đến lúc mà mình già, mình yếu, mình mất đi đấy, thì mình nên tập những cái gì, mình nên ăn những cái gì, mình cứ nên có những cái lối sống như là nó phù hợp với độ tuổi sắp tới của mình, để mình đón nhận cái sức khỏe của mình nó nhẹ nhàng hơn. Rồi đèo bốn, chứ nó không mệt mỏi và nó không bị đỏ, nó không bị cảm xúc nhá. Có nghĩa là hôm nay thì chúng ta xịt mũi, mai chúng ta đau đầu, ngày kia chúng ta đau bụng, rồi sau thì chúng ta lại đau lưng, lâu dần chúng ta lại xoài thận. Có nghĩa là từ giờ, giả thiết như bây giờ các bạn đang tập tuổi Kim Toàn, từ giờ cho đến khi các bạn sống đến già, đến chết, mình phải biết được rằng là mình sẽ mắc tất cả những vấn đề gì liên quan đến sức khỏe. Nếu như các bạn cốt được cho chính bạn cái điều đó, có nghĩa là chúng ta phải vạch cái kế hoạch cuộc đời của mình chứ, kế hoạch sức khỏe, đúng không? Nó giống như là cốt skill, mình nghe cái skill mọi người hay dùng từ là skill, có nghĩa là luyện một cái gì đó, cái kỹ năng của mình, có nghĩa là mình phải luyện cái gì đó từ giờ cho đến tận già. Đã biết như người đã chơi đàn này, chơi hát này, chơi múa này, người ta cứ hát mãi một bài một loại dòng nhạc từ giờ đến tận già, có nghĩa là càng ngày hát càng hay, đúng không? Càng ngày chơi càng giỏi, đúng không? Cái sức khỏe chúng ta cũng vậy thôi. Các bạn lựa chọn cho mình những loại thực phẩm ăn uống làm sao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình, và chọn lựa cho mình những môn vận động giúp thể chất nó phù hợp nhất với mình, để làm sao càng già càng khỏe, càng mạnh mẽ càng bình an. Tránh trường hợp hôm nay người ta rủ đi là Kizumba, làm đi Kizumba, mai người ta rủ đi làm sao nhảy, lại làm tiếng nhảy, mai làm tiếng hát, mai làm tiếng đàn, cuối cùng mình thành cái lùi lọt thổng cẩm, cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng hay, mình chẳng có cái gì cả. Rồi thu chân nặng, đây mình quỳ. Cái khớp của chân là một trong những khớp quan trọng nhất, nó là trụ toàn bộ cơ thể. Chúng ta có thể tập rất nhiều các vị trí khác nhau, rất nhiều vị trí khỏe, nhưng hàng ngày cái khớp cổ chân chúng ta là khớp gối đấy, nó là cái nền tảng, nó giống như cái móng nhà đấy, nó điều chỉnh toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nếu như cổ chân của chúng ta cứng thì có thể nó chỉ yếu một mảng sức khỏe là độ dẻo dai và sự mềm mại thôi. Còn nếu như cái cổ chân của chúng ta có sự tổn thương thì có nghĩa là cần phải đòi hỏi có một sự cốt rất là nghiêm túc, có một cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe rất nghiêm túc, tránh tình trạng chúng ta di chuyển làm sao nó không vững chãi, chúng ta phải ngồi nhiều quá. Đúng, nó không đứng được nữa rồi, chúng ta phải ngồi. Và khi sử dụng nhiều ngồi thì sự tổn thương về xương sẽ xảy ra. Con người bản chất này hoạt động, lao động, làm việc, sáng tạo mà chúng ta dùng cả cổ chân, khớp gối và khớp háng, có nghĩa là hầu tất cả những di chuyển trong ngày chúng ta mà tạo ra công ra tiền bạc ấy,
là có cả cổ chân, khớp cuối và khớp háng. Nhưng do bây giờ đấy, cái môi trường làm việc của cái thế giới hiện đại tại thời điểm bây giờ, đa phần là mọi người ngồi là chính hoặc là đứng là chính. Ví dụ những công nhân đứng trong cái dây chuyền đứng là chính, hoặc những người làm việc ngồi là chính. Chúng ta cần phải sử dụng khớp cổ chân, khớp gối và khớp háng chia đều cho cả ngày cơ mà. Nhưng do cái lối sống, cái thói quen sinh hoạt cũng như cái công việc của chúng ta, nó không cho chúng ta có điều kiện để mà có thể sử dụng triệt để các bộ phận đó. Thành ra chúng ta bị biến đổi cơ thể theo cái chiều hướng tiêu cực. Có một số người biến đổi theo cái chiều hướng tích cực nhé, đúng không? Các bạn hình dung nhớ lại một xem. Trước đây tầm khoảng 20-30 năm ấy, thì những người bị thoát vị hoặc là bị các bệnh rối loạn chuyển hóa nó làm gì có, đúng không? Tiểu đường, huyết áp, tim mạch, tai biến làm gì có, ung thư không có, đúng không? Có nghĩa là xã hội thay đổi, thành ra là cái môi trường sống chúng ta thay đổi, cái công việc chúng ta thay đổi, nó đòi hỏi cái chế độ dinh dưỡng thay đổi, thậm chí là biến đổi cả cái cách hít thở của chúng ta nữa. Cái cách hít thở của chúng ta trước đây nó chỉ là ưa khí thôi, nhưng bây giờ nó chuyển sang yếm khí gần hết rồi. Chính vì vậy chúng ta đòi hỏi các nhu cầu dinh dưỡng khác, cách ngồi đi đứng nằm quỳ bò khác, cách lao động khác. Chính vì vậy nó tạo ra một loạt các bệnh tật khác. Có nghĩa là các bạn muốn vận hành cơ thể của mình, cảm xúc của mình từ giờ đến cuối cuộc đời của mình theo một cách khoa học nhất, văn minh nhất, cũng như là có kế hoạch cụ thể nhất, thì chúng ta buộc phải làm sao? Sống có lý trí. Sống có lý trí nhá, đúng không? Có lý do mà. Nó đã có lý do thì chắc chắn là phải sử dụng lý trí rồi, chứ không phải là dùng cảm xúc, cảm tính ở đây được nữa. Rồi, giơ hai chân từ trước. Vừa rồi là toàn bộ những cái sự chia sẻ cùng toàn về một từ khóa. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Nếu như các bạn gặp Kim Toàn ở trên YouTuber và tập luyện cùng với Kim Toàn bộ môn yoga này thì chắc chắn là có lý do rồi. Chỉ cần nhớ lại là tại sao chúng ta lại gặp nhau là được rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những video hữu ích của lần tiếp theo.